Hôm nay là cha phải mang điện thoại di động để khoe và để hỏi chúng con nhé. Người ta nói rằng là giới trẻ Việt Nam á, là xài trực tuyến online nhiều nhất trong các khối, trong các nước của khối ASEAN, Đông Nam Á. Theo thống kê, chúng con đừng bảo là mình xài mà không ai biết đâu, người ta biết hết. Trong tuổi teen của chúng con đó là tới 86% là xài YouTube. Rồi có tới 75% là xài Facebook. Thấy không? Rất là nhiều. Và TikTok á, biết TikTok là gì không? Là tóc ha. Đó. TikTok của Việt Nam nếu tính theo tỷ lệ đứng thứ 6 trên thế giới. Khiếp không? Mà trong đó có 4 triệu người dưới 18 tuổi xài TikTok. Giới trẻ Việt Nam, người ta thống kê đó, mỗi ngày là 7 tiếng đồng hồ. Đó. Chứ chúng con thấy không? Tất cả mọi người, ai cũng có cái điện thoại thông minh và sử dụng các cái mạng xã hội. Cho muốn chia sẻ với chúng con một chút đó. Cái điện thoại thông minh rất là hay. Tại sao người ta xài? Người ta xài là bởi vì nó rất là tiện dụng nhiều cái. Như cha vừa nói nhé, ai không biết đường đến xứ khiết tâm thì mở Google ra, ông chỉ cho hết, cũng có. Rồi, có một cái này để cha đối chúng con. Hôm nay là cha phải mang điện thoại di động để khoe và để hỏi chúng con nhé. Chúng con có biết là dân số thế giới ngày hôm nay là bao nhiêu người không? Mấy? Xưa rồi em. Bây giờ còn 7 tỷ nữa. Mấy tỷ? 8 tỷ. 8 tỷ bao nhiêu? Đây, chính xác. 8 tỷ, tính tới ngày hôm nay, 8 tỷ 97 triệu người, 763.887 người. Đó. Và ta vừa đọc xong thì bây giờ thành 899 người rồi. Cập nhật thường xuyên.